Cụm địa bàn quốc phòng an toàn làm chủ của huyện Yên Khánh và Nho Quan vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, nhiệm vụ quốc phòng an ninh đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các xã thị trấn của hai huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, chú trọng xây dựng cụm tuyến cơ sở an toàn, địa bàn an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao. Lực lượng quân sự công an trong cụm làm tốt công tác phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, đồng thời thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tăng cường lực lượng tuần tra địa bàn, tham gia các chốt chặn trên các tuyến đường, khu vực giáp danh trong kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đảm bảo giữ vững và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.